Thời gian gần đây, Tyler May liên tục tung ra những mẫu ghế mới trong bộ sưu tập đại gia đình M của mình. Và chắc hẳn M1, M2 là những cái tên quá quen thuộc với các golfer. Ngoài những cây gậy phù hợp với golfer nam, Tyler May cũng dành ưu ái đặc biệt đến các tín đồ nữ khi ra mắt bộ gậy nữ Tyler May M2 với thiết kế nổi bật, sang trọng, cá tính, phù hợp với mọi handicap. Bộ gậy góp nữ Tyler May M2 full set 12 gậy, sạp làm bằng chất liệu graphite, tích hợp nhiều tính năng mới vượt trội giúp cho cú đánh chuẩn xác hơn. Một gậy driver 12 độ, hai gậy số 3 16.5 độ và số 5 21 độ, một gậy rescue số 5 25 độ, 5 gậy sắt số 5, 6, 7, 8, 9, một gậy pitching, một gậy sen và một gậy putter. Ngoài ra, bộ gậy golf nữ Tyler May M2 còn nổi bật với màu sắc trang nhã, đầy nữ tính. Kết hợp hài hòa với bộ gậy là túi đựng có trọng lượng nhẹ, có nhiều ngăn nhỏ đựng phụ kiện cùng kiểu dáng gọn gàng, bắt mắt giúp các nàng dễ dàng hơn khi di chuyển trên sân golf. Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 0901 858 584 để được tư vấn trực tiếp và hưởng ưu đãi tốt nhất khi mua hàng tại website www.unigolfshop.vn.